Giá con này hôm nay thì nó cũng tầm trên dưới 35 năm 36 triệu. Có chỗ hỗ trợ. Hiếu chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Chào Vinh nha. Thì lại tiếp tục với anh em là cái mẫu xe Honda Future 2024. Bữa nay là về màu nào là quay lên cho anh em xem màu đó luôn nha. Thì trước mặt mình đó là cái màu đỏ đen phiên bản cao cấp, nó nhìn rất là đẹp luôn. Con này thì phối cái dàn chân đen vô nhìn bắt mắt hơn là ở đời trước nha. Ở đời trước mâm bạc như gạt te với lọc cái gạt te và cái lốc máy nó màu bạc nhìn hơi yếu yếu, còn màu đỏ đen thì nhìn cực kỳ luôn. Nhìn cái màu này mình nhớ lại cái phiên bản tiêu chuẩn hồi lúc trước, bản tiêu chuẩn lúc trước cái mặt nạ này cũng là mặt nạ đen. Ra mấy ông Honda này chỉ thay đổi lại chút xíu là về màu sắc thôi, nó phối màu lại cho bắt mắt hơn với sơn cái gấp sơn cái lốc lại. Cho nên có một số anh em vô nói có gì đâu mới, thì thật ra con này cũng đâu có gì đâu mới, nó phối màu lại mới thôi chứ không có gì mới nha. Đặc biệt thì cái giá nó cũng hơi mới. Giá con này hôm nay thì nó cũng tầm trên dưới 35 năm 36 triệu. Có chỗ hỗ trợ trả góp luôn. Và đặc biệt mua xe Future bữa nay có quay thưởng, anh em nào đang có thích mẫu Future có thể lấy ngay những cái mẫu 2024 này lên úp quay thái luôn nha. Lên quay thái không cần sơn dàn chân luôn, dàn chân đen sẵn, đổi dàn áo thôi cái là lụm. Đối với dàn áo thì có con màu trắng đen nè, trắng đen cũng dàn chân đen xanh ghiêu. Xanh ghiêu là xanh nhám, hồi sáng Hiếu có quay lên á, và cái màu xanh dương và màu đỏ. Mấy con này anh em nào chơi quay thái là lấy bản 2024 này hết bài, đổi lại chữ khuyêu chờ thành chữ quay y rồi, giá tiền ngon bổ rẻ luôn, chưa tới 4x. Rồi Hiếu sẽ nhắc lại là có hỗ trợ trả góp nha, lãi suất 0.79% và chỉ cần trả trước khoảng 7 đến 8 triệu nhận xe ngay các anh chị nha.